Xin trân trọng kính chào Hội Thánh. Morning, everyone. Sáng hôm nay chúng ta có một cái buổi thờ phượng rất là đặc biệt. We have quite a unique meeting this morning. Chúng ta giống như là những người mà có nhà mà không muốn ở vậy, nó cứ ra sân mà ở. We are like those who have a house but doesn't want to live there. We want to go outside. Và chúng ta biết rằng là cái tình hình không cho chúng ta nhóm ở bên trong Hội Thánh được. So we all know that we cannot be meeting inside. Và ban chấp hành quyết định rằng là cho dù có trở ngại cách mấy đi chăng nữa đó, thì cái việc mà chúng ta gặp gỡ nhau để thờ phượng Chúa đó, đó là một cái nhu cầu thuộc linh rất là cần thiết. So we as a church decided it's important that we meet together so that we can grow together. Và chính vì vậy mà sáng hôm nay chúng ta nhóm nhau ở ngoài bên sân của nhà thờ của chúng ta. So that is why we are here outside this morning. Tôi biết rằng là có nhiều cái bất tiện trong buổi sáng hôm nay, ví dụ như là sự nóng nực rồi chúng ta ngồi cái chỗ ngồi cũng không có được tiện nghi cho lắm. We understand that there's a lot of inconvenience. It's quite warm and hot out here and the seats are not quite comfortable. Nhưng trong thời gian này tôi ao ước rằng chúng ta nhìn thấy cái đặc ân của chúng ta như những người thờ phượng và cái đặc ân đó nó lớn hơn những cái khó khăn mà chúng ta đang đối diện. But again, I want us to realize that we have a privilege to come to worship God. Tôi cũng có lời xin lỗi với quý tín hữu đang nhóm ở trên YouTube ở tại gia đình. And I have a word of apology to those who are meeting at home. Quý vị đang có cái kinh nghiệm rằng cái chương trình nhóm của chúng ta sáng hôm nay trên YouTube nó cứ bị ngắt rất là nhiều lần. We understand that the internet service is not too smooth. Chúng tôi cũng nhận ra những cái vấn đề về kỹ thuật, nhưng mà vì đây là cái lần đầu chúng tôi làm đem các thiết bị ra ở ngoài trời, thành ra nó có một số cái trở ngại. So we do recognize that there are difficulties in technologies of connecting because we're outdoor right now. Thành ra là mong rằng Hội Thánh thông cảm mà chúng ta cứ tiếp tục thờ phượng Chúa, đừng có chuyện YouTube qua coi phim ha. We pray that we ask that you will be faithful and stick with us and do not browse around if you would. Và sáng nay trong một cái buổi thờ phượng đặc biệt á, thì chúng ta lại học một phân đoạn kinh thánh nói về sự thờ phượng. And during this special morning, we will learn about worship. Tôi lúc soạn cái lịch thờ phượng từ đầu năm á, thì cái lịch thờ phượng nó bị thay đổi bởi vì cái COVID-19. When I was looking through the schedule of preaching, things changes because of this COVID situation. Và cái phân đoạn kinh thánh này đúng ra tôi giảng hồi ở trong tháng 6 đó, thì bây giờ giờ đến bữa nay tôi mới giảng. This passage that I'm sharing with you this morning, it was scheduled for June. Và khi tôi ngồi tôi nhìn lại cái bài giảng này, tôi có cái tựa đề của nó là thờ phượng, thì tôi mới ngạc nhiên rằng dường như là Chúa có hướng dẫn trên mọi sự, tại vì chúng ta cần cái sự hướng dẫn về sự thờ phượng trong buổi sáng hôm nay. And as I look at their message this morning, it's about worship, and I felt that God is really leading us into a theme of worship during this time. Có bao giờ chúng ta tự hỏi sự thờ phượng Chúa của chúng ta ngày hôm nay có thật sự đẹp lòng Chúa hay không? Đức Chúa Trời có nhận lấy sự thờ phượng của chúng ta dâng lên cho Ngài hay không? Have you ever asked yourselves whether your worship is truly pleasing to God, or does God accept your worship? Dân Do Thái là một dân tộc chú trọng đến sự thờ phượng Đức Chúa Trời và họ có cả một cái hệ thống các nghi lễ thờ phượng. The Jews are a nation dedicated to worshiping God, and they have a whole system of worship rituals. Nhưng vào thời của tiên tri Ê-sai thì trong khi họ vẫn giữ các nghi lễ nghiêm túc, thì họ dường như ý thức rằng sự thờ phượng của họ là vô ích và không đẹp lòng Đức Chúa Trời. And the Israelites have come to realize that they have a way of worship, but then it may not be pleasing to the Lord. Ở trong Ê-sai 58 câu 3 thì ghi rằng, sao chúng tôi kiêng ăn mà Chúa chẳng đói xem, sao chúng tôi chịu dằn lòng mà Chúa chẳng biết đến. Isaiah 58 verse 3 writes, why have we fasted and you see not? Có bao giờ chúng ta cũng đang ý thức rằng sự thờ phượng của mình bị Đức Chúa Trời từ chối, hay là sự thờ phượng Chúa của mình chỉ là hình thức mà nó không có sự sống ở trong đó? Have we ever come to realize that God accepts not our worship of him? Have we been aware that we are only going through the motion? Our worship has no life in it. Có bao giờ chúng ta tự hỏi rằng như vậy thì sự thờ phượng Chúa một cách chân thật nó sẽ như thế nào? So, and have you ever wondered what does a genuine worship look like? Hay nói một cách khác, sự thờ phượng Đức Chúa Trời phải mang lấy những cái yếu tố hay là những cái đặc tính nào? In other words, what are the characteristics of a true worship? Chúng ta vừa học xong Nehemi đoạn 8, ở đó là ngày đầu năm của dân Do Thái, rồi họ mừng cái việc mà how can God then accept our worship in such a way? Có bao nhiêu người trong chúng ta trong ngày thứ bảy chúng ta cầu nguyện dọn lòng, chúng ta xin Chúa ban phước cho sự thờ phượng Chúa cho Hội Thánh vào ngày mai, và chúng ta xin Chúa bày tỏ ý muốn của Chúa cho chúng ta trong thời giờ thờ phượng.
How many of us on Saturday prayerfully prepare ourselves, prepare our hearts, and ask God to bless our worship the next day, which is Sunday, for the church, for ourselves? Sáng hôm nay chúng ta có mặt đây khoảng chừng 1/3 và tôi tin rằng có 2/3 còn lại đang thờ phượng Chúa ở nhà. We have about 1/3 of our church here today, and hopefully the other 2/3 is also worshiping with us online. Thế nhưng sáng hôm nay có bao nhiêu người đang thờ phượng Chúa ở nhà mà có một cái nghiêm trọng chúng tôi đang ở nhà mà có phải là ở nhà thờ đâu? Some say, don't be too serious. We're at home, not at church. Thế thì Đức Chúa Trời ở nhà thờ nó có khác với Đức Chúa Trời ở nhà không? Well, then let me ask you this. The God at home and God here at church, nói are they different? Nói như vậy thì chúng ta giữ cái thái độ nghiêm túc hay là chúng ta ăn mặc đàng hoàng là vì người khác đang nhìn chúng ta mà không phải là vì có chúng ta tôn trọng sự thờ phượng Chúa hay sao? So when we put on a pious front or dress up nicely, is it for the eyes of others and not out of respect for God? Sự nghiêm túc trong cách ăn mặc đó, nó không phải là cái điều duy nhất để cho Chúa chấp nhận sự thờ phượng Chúa, thờ phượng của chúng ta. In our preparations, even just the way we dress, it speaks of our attitude when we come to worship. Nhưng mà cái cách của chúng ta bày tỏ ra bên ngoài nó nói đến cái tấm lòng của chúng ta tôn trọng sự thờ phượng Chúa. How we prepare ourselves might indicate our attitude toward God and the way we worship Him. Ngay từ trong sự chuẩn bị đã cho chúng ta nhìn thấy cái thái độ của mình đối với Đức Chúa Trời và đối với sự thờ phượng Chúa. In the way that we prepare or the lack of, it speaks wholly of our attitude towards the worshiping of our Lord. Chúng ta có nhớ câu chuyện về người gieo giống trong Matthew đoạn 13 không? Do you remember the stories of the four types of soil in Matthew 13? Hạt giống được gieo ra trên nhiều cái loại đất khác nhau. The seeds were grow more abundantly in what type in the soil? Thế thì cái hạt giống nó kết quả trong mảnh đất nào? So the seeds grew more in which type of soil? Đó chính là một cái mảnh đất tốt, một mảnh đất được cày sới, một mảnh đất được chuẩn bị. Don't they grow more abundantly in the good soil that has been well prepared? Chúng ta hãy chuẩn bị cái tấm lòng, tâm trí của mình khi bước vào sự thờ phượng, để rồi khi mà hạt giống của Chúa được gieo ra thì lập tức nó nhận lấy và kết quả. Therefore, let us prepare our heart and mind before we come to worship God so that God's truth can take root and become fruitful in our lives. Yếu tố đầu tiên của sự thờ phượng chính là cái việc chuẩn bị tấm lòng tìm kiếm Chúa. So the first element, the first requirement is that we prepare our heart to come before God. Và cái yếu tố thứ nhì của sự thờ phượng đó là mình phải phân rẽ với thế gian. And the second is a separation from the world. Trong câu 2/B Kinh Thánh ghi rằng dòng Israel chia rẽ với các người ngoại. Verse number 2 says, and the Israelites separated themselves from all foreigners. Dân Israel bước vào sự thờ phượng trong sự nhận thức rằng mình là một cái dân tộc được biệt riêng để thờ phượng Đức Chúa Trời, để được nhận lấy luật pháp của Ngài. When the Jews come to worship their God, they come into a realization that they have been separated from other nations to worship the one true God. They have become the recipient of God's law. Chúng ta thấy rằng trong Lê-vi-ký đoạn 20 câu 26 thì ghi rằng đối cùng ta các ngươi hãy nên thánh vì ta Đức Giê-hô-va là thánh. Ta đã phân rẽ các ngươi với các dân để các ngươi thuộc về ta. Leviticus chapter 20:26. You shall be holy to me, for I the Lord am holy and have separated you from the peoples that you shall be mine. Dân Israel ý thức rằng người ngoại bang sẽ khiến cho họ phạm tội và sao nhãng khỏi sự thờ phượng Chúa. The Jews realized that the Gentiles would lead them to sin and to abandon the worship of their God. Nếu họ không phân rẽ với người ngoại bang thì họ và con cháu họ sẽ cưới gả với người ngoại, thờ các thần tượng ngoại bang và không sống theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. If they choose not to separate themselves from the Gentiles, then their descendants might intermarry with them, which leads to adopting foreign gods and to giving up God's standard for living. Ngày nay hội thánh là tập hợp của những người được biệt riêng để thờ phượng Chúa. Today the church is the body of those who have been separated for those the sole purpose of worshiping God. Một người thờ phượng Chúa phải ý thức rằng mình có một cái đặc ân là mình được biệt riêng ra bởi ân điển của Chúa để thờ phượng Ngài. Thus, each of us, each worshiper, must understand that worshiping God is a privilege for those who are set apart by God's grace to worship Him. Điều mà Đức Chúa Trời đòi hỏi nơi một người thờ phượng chính là phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời người. The one thing God requires from a worshiper is found in is that you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. Một người thờ phượng Chúa không cô lập mình với xã hội, nhưng mà cái mục tiêu và sự tập trung của người đó phải đặt nơi chính Chúa.
God's worshipers do not isolate themselves from the world. However, their focus must be on God. Chúng ta vẫn được kêu gọi để sống giữa thế gian. Chúng ta được kêu gọi để làm muối của đất, là ánh sáng của thế gian. Nhưng để hoàn thành lời kêu gọi đó thì chúng ta phải phân rẽ mình ra khỏi bất cứ điều gì có thể làm cho mình bị ô uế. We are called to live in the world to be salt and light of this world. But in order for us to accomplish that task, we must separate ourselves from anything that may pollute our heart and our mind. Giác cơ đông 1:27 nói rằng sự tin đạo thanh sạch không vết trước mặt Đức Chúa Trời Cha chúng ta là thăm viếng kẻ mồ côi, người quá bụ trong cơn khốn khó của họ và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian. James 1:27 says, religion is that pure and undefiled before God the Father is this, to visit orphans and widows in their affliction and to keep oneself unstained from the world. Nhà giải nghĩa Kinh Thánh Warren Wiersbe thì ông nói rằng sự biệt riêng mà không có sự tận hiến cho Chúa thì nó trở thành sự cô lập, nhưng sự tận hiến mà không có sự biệt riêng đó chỉ là sự giả hình mà thôi. A quote by Warren Wiersbe, separation without devotion to the Lord becomes isolation, but devotion without separation is hypocrisy. Nếu suốt những ngày trong tuần chúng ta sống giống như những người trong thế gian thì làm sao chúng ta mong đợi sự thờ phượng Chúa vào ngày Chúa Nhật có thể đẹp lòng Chúa và được Chúa vui nhỉ? If during the week we live that the people of the world, then how can we have the right heart when we come to Sunday worship? Sự thờ phượng đẹp lòng Chúa nó không chỉ được quyết định trong buổi sáng hôm nay. The worshiping of the Lord is not determined by what goes on here during this hour. Nhưng nó được quyết định bởi cái cách sống sự thờ phượng Chúa của chúng ta trong suốt 6 ngày trong tuần lễ. But it is determined by what we have done, how we have lived during the 6 days before. Chúng ta thấy rằng hai cái yếu tố đầu tiên của sự thờ phượng đó là sự chuẩn bị tấm lòng và sự phân rẽ với thế gian. So we see that the first two elements are just preparing our heart and the separation of, from the world. Và cái yếu tố thứ ba của sự thờ phượng chính là lời Đức Chúa Trời. And the third is God's word. Ở trong câu 3 phần B nói rằng chúng đứng dậy tại chỗ của mình, đọc trong sách luật pháp của Jehovah Đức Chúa Trời mình lâu đến phần tư ngày. In verse number 3 it says, and they stood up in their place and read from the book of the law of the Lord their God for a quarter of the day. Trong cả hai chương 8 và 9 chúng ta đều thấy cái việc tác động mạnh mẽ của việc nghe đọc lời Chúa với sự thờ phượng Chúa và sự ăn năn. Both in chapters 8 and 9 show us how influential the reading of God's word is upon worship and repentance. Chúng ta thấy rằng trong Nehemiah đoạn 8 câu 9 phần B thì ghi rằng vì cả dân sự đều khóc khi nghe đọc các lời luật pháp. As we see in Nehemiah chapter 8, for all people wept as they heard the words of the law. Và sáng hôm nay trong văn đoạn Kinh Thánh của chúng ta thì trong câu 3 ghi rằng chúng đứng dậy tại chỗ mình, đọc trong sách luật pháp của Jehovah Đức Chúa Trời mình lâu đến phần tư ngày. Trong một phần tư khác, chúng xưng tội và thờ lại Jehovah Đức Chúa Trời của họ. And as chapter 9 verse 3 it says, and they stood up in their place and read from the book of the law of the Lord their God for a quarter of the day. For another quarter of it they made confession and worshiped the Lord their God. Tại đây chúng ta nhận ra cái tác động qua lại giữa lời Chúa và sự ăn năn. Now we learn the relation between God's word and the repentance of the people. Lời Chúa đem đến sự ăn năn thật sự. God's word brings people to true repentance. Và khi một người thật lòng ăn năn thì sẽ tiếp nhận lời Chúa một cách hiệu quả, bởi vì tội lỗi luôn luôn ngăn trở chúng ta tiếp nhận lời Chúa. When a person genuinely is sorry for their sin, they accept God's truth more readily, whereas sin in one's life would act as a repellent to God's word. Sự thờ phượng phải có lời Đức Chúa Trời, vì chính lời của Ngài tỏ cho chúng ta biết cái điều mà Ngài muốn là chúng ta. Worship has to have God's word along so that it would reveal his himself to us. Sự thờ phượng Chúa mà không dành thời giờ và sự tôn trọng cho lời Chúa và không để cho quoted, the essence of idolatry is the entertainment of thoughts about God that are unworthy of him. Làm sao chúng ta biết rằng có những cái tư tưởng nào là xứng đáng về Đức Chúa Trời? How do we know which thoughts are acceptable to the Lord? Chỉ có Kinh Thánh cho chúng ta biết đâu là những tư tưởng xứng đáng về Đức Chúa Trời. Only God's word can reveal what thoughts are acceptable to him. Và nếu chúng ta ngồi lại với nhau, chúng ta thờ phượng Chúa mà chúng ta không có sự hướng dẫn của lời Đức Chúa Trời thì làm sao chúng ta có được một cái tư tưởng xứng đáng về Chúa? If we come together and we do not read God's word, then how will we know what our thoughts is correct or not? Và chúng ta thấy rằng mình càng hiểu biết lời Chúa và đáp ứng với lời Chúa thì chúng ta sẽ càng biết rõ Chúa và trở nên giống như Ngài.
And we understand, we all know that the more we know God's word, the more we're able to respond to him and we be pleasing to him. Chúng ta bước vào sự thờ phượng, chúng ta cần có sự chuẩn bị tâm lòng. When we come to worship, we have to have a prepared heart. Sự phân rẽ với thế gian trong cuộc sống mỗi ngày. Separate from the world in our daily lives. Chúng ta cần có sự hướng dẫn của lời Đức Chúa Trời. And the leading of God's word. Và yếu tố thứ tư, chúng ta cần có sự ăn năn. And the fourth is repentance. Trong câu 1, câu 2, câu 3 thì ghi rằng dân Israel nhóm lại, cử ăn, mặc bao và phủ bụi đất. Dòng Israel đứng dậy xưng tội lỗi mình và sự gian ác của tổ phụ mình. Trong một phần tư khác, chúng xưng tội và thờ lại Jehovah Đức Chúa Trời của họ. In verse 1 to 3 it says the people of Israel were assembled with fasting and in sackcloth and with earth on their heads. And the Israelites stood and confessed their sins and the inequities of their fathers. And for another quarter of it, they made confession and worshiped the Lord their God. Trong chương 8 chúng ta biết rằng lễ lều tạm đã được cử hành vào ngày 15 cho đến ngày 22 tháng 7 và hôm nay là ngày 24 của tháng ấy, nghĩa là 2 ngày sau khi kết thúc lễ lều tạm. In chapter 8, we learn that the Feast of Tabernacles began from the 15th to the 22nd of the 7th month. Now, on the 4th of this month, meaning 2 days after the end of the Feast of Tabernacles. Lễ lều tạm chấm dứt cũng có nghĩa là lễ chuộc tội cũng đã trôi qua. The end of the feast does not mean the end of self-examination. Nhưng cái ngày lễ chuộc tội đã trôi qua nó không phải là cái lý do để dân sự ngưng cái việc tra xét đời sống mình và ăn năn trước mặt Chúa. Even though the ending of the feast does not mean that we end our worship or our repentance to the Lord. Sự ăn năn tội một cách sâu sắc nó luôn luôn xuất hiện trong cái cơn phục hưng và trong sự thờ phượng chân thành. Genuine repentance always happens at the onset of every revival and is a true act of worship. Vì sao như vậy? Why is that? Vì trong những cái cơn phục hưng và trong sự thờ phượng chân thật, con dân Chúa làm sao có thể không ăn năn và tan vỡ khi đối diện với sự thánh khiết của Đức Chúa Trời? Because in every revival, in every true worship, God's people cannot help but breaking down in repentance before the Holy God. Trong cái quyển giải nghĩa Nehemiah thì mục sư James Montgomery Boyce ông nói rằng vào trong cái thời mà ông Jimmy Carter làm tổng thống Hoa Kỳ, tức là vào năm 1977 cho đến năm 1981 á, thì trong cái thời điểm đó cái cụm từ tái sinh nó bất ngờ nó xuất hiện thường xuyên trong cái bài phát biểu của ông trước công chúng. In his commentary of Nehemiah, James Montgomery Boyce points out that during Jimmy Carter's presidency from 77 to 81, the phrase born again occurred with high frequency in his speeches before the public. Và ông George Gallup Jr., ông chủ tịch của American Institute of Public Opinion, ông nói rằng trong cái thời điểm đó nó có khoảng 50 cho đến 60 triệu người Mỹ tuyên bố rằng mình đã được tái sanh, và cái hệ thống thông tin của xã hội lúc bấy giờ đó họ cho rằng là những cái cơ đốc nhân mà được tái sanh đó nó có thể thành một cái lực lượng chính trị quan trọng ở trên đất nước này. George Gallup Jr., president of the American Institute of Public Opinion, had reported that 50 to 60 million Americans claimed to be born again, and the secular press was discovered that born again Christians might be a political force in the nation. Và các lực lượng báo chí người ta đặt một câu hỏi rằng có cái điều quan trọng nào đang xảy ra tại đây, và có phải chúng ta đang nhìn thấy một cái cơn phục hưng tôn giáo thật sự xảy ra trên nước Mỹ hay không? Is something significant happening, they ask? Are we seeing genuine religious revival? Và ông mục sư Boyce, ông nói rằng là bất cứ khi nào, bất cứ lúc nào khi tôi được hỏi câu hỏi này, thì câu trả lời của tôi luôn luôn là không. Cái lý do tôi nói không thì nó hoàn toàn đơn giản. Bởi vì trong cái nhìn của đầy tớ Chúa, nó không hề có một cái sự tỉnh thức về tội lỗi trên cái đất nước này. Và ông nói rằng sẽ không bao giờ có một cơn phục hưng mà không có cái yếu tố cơ bản đó. Whenever I answer was always been no. The reason I say no is quite simple. There is no national consciousness of sin, and there has never been a revival without this essential element. Không có sự ăn năn tội, không có sự phục hưng. No repentance, therefore, will lead to no revival. Và không có sự ăn năn tội, không có sự tra xét tấm lòng, nơi đó không có sự thờ phượng thật. There's no self-examination, no confession, there's no true worship. Chúng ta không nhận ra tội lỗi của mình thì làm sao chúng ta có thể bước đến để chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời?
If we don't even come to recognize our sins, how can we come to worship the God? Sự thờ phượng Chúa của chúng ta nó không có sự sống là bởi vì chúng ta bước tới đây một cách dửng dưng. Our worship has no life in it because we just come here just because. Chúng ta không có sự chuẩn bị tấm lòng của mình. We do not have our hearts prepared. Chúng ta không để cho lời Chúa chỉ tỏ ra đời sống của mình. We do not allow God's word to point out the truth in our lives. Và chúng ta cũng không đau đớn vì những tội lỗi mà mình đã phạm trước mặt Chúa. We're not even in remorse of our sins. Và rồi chúng ta bước tới trong sự thờ phượng với một tinh thần như vậy, với một sự tướng gọi như vậy, và rồi chúng ta trách Chúa rằng: "Ôi Chúa ơi, tại sao sự thờ phượng Chúa lại nhạt nhẽo quá?" And then we come with a hardened heart, with an indifference heart, and we say, "God, why am I worshiping you so cold?" Tra xét đời sống và xưng tội nó phải là cái việc làm thường xuyên và liên tục của cơ đốc nhân. Self-examination and confession ought to be a daily habit for each of us. Khi chúng ta đối diện với hoàn cảnh khó khăn hay bệnh tật bất ngờ ập xuống, thì nhiều người có cái xu hướng tìm kiếm một cái giải pháp để thoát khỏi cái hoàn cảnh hay cái bệnh tật đó. When facing difficulties or a sudden illness, the first tendency from most people is to seek for a solution or relief from those adverse situations. Nhưng quý vị nên nhớ rằng rất nhiều những tai họa và bệnh tật nó đến từ tội lỗi, và điều cần phải làm trước hết là tra xét đời sống và ăn năn tội trước Chúa. However, you have to remember that many difficulties, sufferings and illnesses are often the result of our sin. Therefore, the first thing we need to do is to examine our hearts and repent. Nếu như tội lỗi chính là cái nguyên nhân trực tiếp của những tai họa hay những cái bệnh tật này, thì nếu chúng ta không ăn năn và xưng tội thì sẽ không bao giờ có thể thoát ra khỏi những cái tai họa và cái bệnh tật đó. If sin were to be the culprit that brings about calamities upon us, if we refuse to confess and turn away from our sins, we may never find relief from these difficulties or illnesses. Bên cạnh đó, chúng ta cũng thường có cái xu hướng sợ hãi và ăn năn tội chỉ khi mà chúng ta đối diện với những tai họa trong đời sống mà thôi. Besides, we also have the tendency to be fearful and repent only when we find ourselves in difficult situations. Nếu như chúng ta không có bệnh tật nào hoặc chúng ta không có cái tai họa nào thì ít bao giờ chúng ta ăn năn tội. If we're not sick or we do not face any hardship, we're probably not likely to come and repent. Thế nhưng tra xét và ăn năn tội trước Chúa nó phải là cái việc làm thường xuyên của cơ đốc nhân, dẫu có gặp tai họa hay trong lúc bình an. So therefore, confessing and repenting should be a regular daily things for each of us, whether we face calamities or not. Chúng ta nhớ rằng trong thời điểm này, dân Israel không hề đối diện với những thách thức khó khăn. Mọi việc dường như đang rất là thành công và trôi chảy, nhưng họ vẫn hạ lòng và ăn năn trước Chúa. The returning Jews, while not facing any hardship, while everything is going well, still come before God with a humble heart and repentant spirit. Họ đã tra xét và ăn năn tội trong bao lâu và như thế nào? How long do they examine themselves and how did they repent? Câu thứ ba nói rằng họ ăn năn trong một phần tư khác, nghĩa là trong 3 giờ đồng hồ. In verse 3 it says they repented for another quarter, meaning 3 hours long. Họ không phải là quỳ gối xuống nói đáng dạng là: "Chúa ơi, xin Chúa tha tội cho con những cái gì con phạm trong tuần vừa rồi thì rồi thôi." They didn't just simply get on their knees and say, "God, please forgive me of what I've sinned for the last week," and that's it. Họ dành 3 giờ để nghe đọc lời Chúa và họ dành 3 giờ để ăn năn tội. They spent 3 hours reading God's word and another 3 hours repenting. Có một nói rằng dân sự đã cử ăn mặc bao và phủ bụi đất. Verse 1 says with fasting and in sackcloth and with earth on their heads. Đây là hình ảnh của một người ở trong cái sự tang chế. This is a picture of a mourning for a person who's mourning. Sự ăn năn đem người ta đến sự đau đớn về tội lỗi của mình bằng cả cái tấm lòng. True repentance brings anguish to the soul because of sins. Họ ăn năn về điều gì? What do they repent from? Kinh Thánh ghi rằng họ xưng tội lỗi của mình và sự gian ác của tổ phụ mình. The Bible says they confess their sins and the inequities of their fathers. Họ đã ăn năn một cách kỹ lưỡng, nhớ lại những tội lỗi trong quá khứ và ăn năn nó. This is a thorough repentance. They confess every sin, past and present. Tại sao họ phải ăn năn về sự gian ác của tổ phụ mình? Why do they have to confess about their forefathers' sins? Bởi vì dân Israel ý thức rằng tội lỗi của một người nó sẽ ảnh hưởng trên cả dân sự. Because the people realize that the sin of one person has a full effect on the whole people, group of people, generation. Chúng ta thường có hai cái thái độ sai trật khi chúng ta đối diện với tội lỗi của những cái thế hệ đi trước hoặc của những anh chị em khác trong hội thánh.
We often have two negative views concerning the sins of the previous generations or the sins of our brothers and sisters in the church. Thứ nhất đó là sự lên án. First of all, we tend to be judgmental. Khi chúng ta nhìn về tình hình hội thánh, khi chúng ta nhìn thấy những sai sót và chúng ta nhận ra tội lỗi của anh chị em khác và của những người đi trước mình. When we look around, we tend to see more of the sin or the mistakes of those who are going before us or those who are around us more so. Và chúng ta thường nói rằng tất cả hậu quả mà tôi và hội thánh hiện nay đang gánh chịu là tội lỗi của cái ông này nè, của cái bà kia kìa, và tất cả họ phải chịu cái hậu quả, chịu trách nhiệm về những hậu quả này. And when we look around the difficulty situations in our church, we say that it's so and so's sin. It's the result of other people's sin. Và mình đứng ở một cái chỗ mình giống như một thánh nhân vậy đó, và mình nói rằng tôi không liên can gì đến những cái hậu quả này. Ai làm sai thì phải chịu trách nhiệm, phải xin lỗi tôi, phải xin lỗi hội thánh. Tôi không làm sai trong chuyện này. And we stand in a place where I'm not wrong in anything, and is the consequences of sin is to blame on the other people, and those people need to come to to apologize to me and to the church. Cái thái độ thứ nhất là sự lên án, cái thái độ thứ nhì là thái độ đổ thừa. The first wrong attitude was being judgmental. The second is blame. Có rất nhiều người nói là những sai phạm của tôi nó đến từ những người đi trước và tôi không thể làm gì để thay đổi những cái điều này. Some say that my wrongdoing comes from my forebears and I am powerless to change. Và có nhiều người nói là tôi biết về cái tính cách của ba mẹ, tôi biết về sự giáo dục mà tôi đã nhận lãnh, thì quý vị sẽ có thể biết rằng vì sao mà ngày nay tôi rất là nóng tính, ngày nay tôi rất là ham tiền, ngày nay tôi rất là kiêu ngạo, tôi chỉ là nạn nhân, tôi chỉ là người thừa hưởng cái di sản xấu xa của gia đình, di sản xấu xa của cái xã hội này, thậm chí là của nhà thờ. If you were to know my family, if you know about my parents and the education that I received, then you would know why I'm filled with anger. Lover of money and prideful. I am just a victim, or I have inherited a shameful legacy from my family, society, and even from the church. Đương nhiên nói như vậy cũng không có nghĩa rằng chúng ta phủ nhận cái trách nhiệm của cá nhân khi phạm tội, nhưng đừng quên rằng chúng ta có sự liên đới chặt chẽ trong thân thể Chúa. Of course, we do not deny individuals responsibility when it comes to sin, but we must be aware that each believer, each of us is connected to the body of Christ. Dân sự của Chúa ý thức cả hai điều này. The people, the God's people recognize these two things. Chính vì vậy mà họ xưng tội cá nhân họ và họ cũng xưng tội cho sự gian ác của tổ phụ họ. And that is why they repent of their own sins and the sin of their forefathers. Sự lên án hay đổ lỗi nó chỉ khiến cho cộng đồng con dân Chúa chịu sự chia rẽ, tổn thương sâu sắc hơn mà thôi. When we become judgmental or have a habit of blaming others, we often cause a divisiveness within the church and consequently brings deep hurt to everyone. Hãy học cái bài học của dân Israel là thay vì lên án hay đổ lỗi cho các tổ phụ cho người khác, thì dân Israel nhận ra sự liên đới của họ trong cộng đồng, ăn năn tội của cả cộng đồng trước Chúa. Let us learn from God's people. Instead of condemning or blaming their forefathers, they realize the dynamic relation between the past and the present. They do not only confess their own sins, but also the sins of their ancestors. Chúng ta đã nói với nhau những yếu tố về sự thờ phượng, đó là sự chuẩn bị tâm lòng. So we have talked about the elements of worship, which is preparing our hearts. Hơn rẻ với thế gian trong đời sống mỗi ngày. Separate ourselves from the world in our daily lives. Nhận lấy sự hướng dẫn của lời Đức Chúa Trời. Receive the guidance of God's word. Ăn năn tội lỗi. Repent of our sins. Và yếu tố thứ năm của sự thờ phượng đó là sự ngợi khen. And the fifth is worship. Trọng tâm của sự thờ phượng chúng ta không gì khác hơn là Đức Chúa Trời. Our focus is nothing more than God himself. Câu 5 phần B nói rằng hãy đứng dậy ngợi khen Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi, là đấng hằng có đời đời kiếp kiếp đáng khen ngợi danh vinh hiện của Ngài, vẫn trội cao hơn các sự chúc tụng và các lời khen ngợi. Stand up and bless the Lord your God from everlasting to everlasting. Blessed be your glorious name, which is exalted above all blessings and praise, as stated in verse 5. Đức Chúa Trời là trọng tâm của sự thờ phượng mà không phải là bất cứ điều gì khác. God must always be the focus of our worship and nothing else. Chúng ta chuẩn bị tâm lòng là vì có chúng ta muốn tìm kiếm Đức Chúa Trời. We prepare our heart because we want to seek God. Chúng ta phân rẽ với thế gian trong cuộc sống mỗi ngày là bởi vì chúng ta nhận biết cái đặc ân Chúa ban cho chúng ta. We separate ourselves from the world because we do recognize
the privilege that we have in front of God. Chúng ta đến với lời của Chúa là bởi vì chỉ có trong lời Chúa chúng ta mới có được sự bày tỏ về chính Ngài. We seek God's word because only there will we find to see him, to learn of him. Chúng ta phải ăn năn bởi vì chúng ta biết rằng nếu chúng ta không nên thánh, chúng ta không thể nào đứng trước mặt Đức Chúa Trời để thờ phượng Ngài. And we need to repent because we all know that without repentance we cannot be standing before God. Và khi chúng ta bước vào trong sự thờ phượng, chúng ta phải dành tất cả sự vinh hiển cho Chúa, chúng ta phải ngợi khen Chúa. And when we walk into worship, we need to give everything to him. Là dân sự của Đức Chúa Trời, chúng ta bước vào sự thờ phượng không phải để đạt được sự công bình cho mình, sự tôn trọng của người khác, sự thỏa mãn cái nhu cầu cảm xúc hay là sự chữa lành bệnh tật. As God's people, we come together to worship our God, not to gain righteousness for ourselves, nor to be honored by others, to satisfy our emotional needs, or to receive physical healing. Đến với sự thờ phượng là để ngợi khen Đức Chúa Trời. True worship is focused on God and to focus on His glory. Sự thờ phượng chân thật phải hướng về Đức Chúa Trời và sự vinh hiển của Ngài. Worship God truthfully is to focus on Him and His glory. Sáng nay chúng ta nhóm lại thờ phượng Chúa trong một cái hoàn cảnh hết sức là đặc biệt. We come together this morning worshiping God in a very different situation. Khi chúng ta nhìn lại sự thờ phượng của chúng ta những ngày tháng mà chúng ta được tự do thoải mái trong sự thờ phượng, có bao giờ chúng ta tra xét lại rằng là trong những cái thời điểm đó tôi có thật sự thờ phượng Chúa hay không? As we reflect upon our past when we were freely to go about and sit in worship, do we ever examine ourselves? Was my heart right with the Lord? Có thể chúng ta thấy mệt mỏi trong những cái hoàn cảnh mà chúng ta đang đối diện. Maybe we're tired and exhausted of the situations around us. Nhưng phải chăng đây là một cái giá mà hội thánh chúng ta, đất nước này phải trả vì sự chống đối Đức Chúa Trời, thờ ơ với sự thờ phượng Đức Chúa Trời? Might this be the price that we as a people or we as a nation have to pay when we walk away from the Lord? Và giờ này chúng ta phải hỏi rằng chúng ta có đang thật sự thờ phượng Chúa, chúng ta có đang có một cái thái độ đúng đắn khi chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời hay không? And here we are worshiping God. Do we question? Do you ask yourself, do I have the right attitude when I come to worship Him? Chúng ta hãy đến với Chúa để xin Chúa tha thứ cho mình và thay đổi cái sự thờ phượng của chúng ta để đẹp lòng Chúa. Let us all come and so that we can change our attitude, our heart as we come to worship Him. Chúng ta cũng phải đến với Chúa đổ lòng ra để xin Chúa đem hội thánh của Chúa trở lại với sự thờ phượng đẹp lòng Ngài. We need to come and pour out our heart, ask God to bring us individually and as a church to come back to Him. Và chúng ta cũng phải đến với Chúa để cầu nguyện để xin Chúa đem đất nước này trở về với sự thờ phượng Chúa. We also need to come to God and beg Him and pray for Him that He will bring this country back to Him. Chúng ta mong chờ nó một vị tổng thống khác trong tháng 11 này. We're waiting for a new president this coming November. Nhưng nó không phải là giải pháp cho đất nước này. That is not the solution for this country. Giải pháp cho đất nước này là sự ăn năn quay trở lại với Đức Chúa Trời. The solution for this country is for it to repent on their knees and come back to the Lord. Và đó là điều mà chúng ta phải tìm kiếm, phải ăn năn, phải cầu nguyện để xin Chúa phục hưng lại hội thánh của Chúa trên đất nước này. And that is what we need to seek and to repent and ask God to revive this country. Và dùng hội thánh của Chúa để ảnh hưởng trên đất nước này. And that He would use us, our church, the church here, to have a positive influence upon this world. Kính mời thánh chúng ta cùng đứng lên, chúng ta hướng lòng về Chúa. Please stand. Mọi người chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Let's come to prayer. Chúng ta tra xét đời sống của mình. Please examine your hearts. Nếu có điều gì chúng ta còn sai trật trước mặt Chúa, xin Chúa tha thứ cho chúng ta. Anything that is wrong, please ask God for forgiveness. Chúng ta có thật sự đang tập trung vào chính Chúa và tôn trọng Đức Chúa Trời trong sự thờ phượng của chúng ta hay không? Is God your focus? Is God your purpose for coming this morning? Chúng ta có mặt tại đây trong buổi sáng nay để làm cái gì? Why are we here this morning? Quý vị ở nhà đang ngồi trước TV để xem sự thờ phượng để làm gì? Those of you at home sitting in front of the TV and watching this, what for? Chúng ta đang thờ phượng Chúa hay là chúng ta chỉ làm theo một thói quen tôn giáo? Are we truly worshiping God or is it just a daily, weekly routine? Xin Chúa tha thứ cho chính mình, tôi, cho tất cả chúng ta để rồi Chúa đem lòng chúng ta đến với Ngài. May God forgive us so that we come closer to Him. Mọi người chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện.